đó là ngã tư Tân Tiến, nút giao giữa đường 205B và ngã tư nút giao giữa đường 379 với đường vào khu dân cư thôn Bá Khê thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang. Tại đây, mặc dù hệ thống đèn báo hiệu, gờ giảm tốc được xây dựng và trang bị khá tốt, nhưng vẫn thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân chính là do nút giao này quá hẹp, lại che khuất tầm nhìn, cộng thêm đó là ý thức của người tham gia giao thông không hạn chế tốc độ khi đi đến ngã tư. Trên tỉnh lộ 379, từ đầu năm này rất đông, các phương tiện hầu như là các dàn xe container trốn vé để khu năm để đông, đâm ra tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Đặc biệt các cái điểm nút giao giữa 379 và các đường đi vào các thôn xóm. Từ khi tuyến đường 379 đi vào khai thác, tại hai ngã tư trên đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến chết người. Ngoài ra, trên tuyến đường 379 còn có nhiều điểm cua gấp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi tầm nhìn bị che khuất, rất cần có những giải pháp khắc phục.